Gia đình nhà Dịch xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của gia đình mình nha. Ngày hôm nay bên Thụy Điển là ngày lễ Quốc Khánh, cho nên cả nhà mình hôm nay được nghỉ. Bây giờ là tụi mình sẽ đi xe đạp chạy ra trung tâm xem coi ở ngoài trung tâm có cái hoạt động gì vui không. Nhà mình đi ra ngoài đây xong rồi tới ngay giờ trưa rồi, đói bụng quá, đi vô trong cái nhà hàng Việt Nam này ăn ăn trưa nè mọi người. Alice đói bụng chưa? Alice? Lít đói bụng. Hả? À, lít đói bụng. Lít đói à. Chị hai giỏi quá vậy, chị hai tự đi lấy đồ ăn rồi nè. Chị hai lấy mì xào à. Mì xào với lại cái cánh gà. Anh Mít ảnh ăn cái gỏi cuốn. Smoke it. Gỏi cuốn. Xong rồi là anh chị mình, tại vì ngồi ở đây á là tiệm, ở trong tiệm anh không dám nói, anh chị anh nói là ở nhà mình làm sẽ ngon hả. Sao Julia con ăn thịt không vậy, con không ăn cơm, con không ăn mì gì hết vậy? Cái đầu con đội cái nón vô cái đầu nó bị bẹp xuống nhìn ghê quá, xấu quá. Coi Alice giỏi kìa, Alice ăn nguyên một cái dĩa quá trời to luôn kìa. Alice giỏi hơn mấy chị nè. Ủa quên lộn, chị hai đây cũng giỏi mà, phải không? Chị hai giỏi, chị hai ăn quá chừng luôn. Tiệm ngày hôm nay có cái món chả giò. Chả giò ở nhà tự làm. Cái này là tôm nè, cánh gà, với lại mình ăn thử cái mì trước. Còn mấy món kia nữa mà mình chưa có lấy thử. Ở đây là cái món súp giống như là súp Thái á, của Thái Lan á, nó kêu tôm dâm hay gì á. Nó có nước cốt dừa ở trong đây nè. Còn phía bên này là salad, salad cá hồi. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn trưa với nhà mình nha. Đi vô đây ăn buffet cho nó tiện á, tại vì cho mấy đứa nhỏ nó tự nó lựa, nó muốn ăn cái gì nó ăn cũng được, chứ còn ăn mấy cái món kia đó thì phải kêu có một món mà nhiều khi đứa này ăn đứa kia nó không ăn á. Cho nên thôi đi vô đây ăn nhà hàng Thái luôn, rồi xong rồi có trái cây, có tráng miệng rồi luôn cho nó tiện lợi á. Ngày hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh, là ngày đỏ, cho nên cái giá ăn trưa sẽ là giá của giống như là giá cuối tuần á. Và giá ăn trưa trong nhà hàng này là 159 đồng, tiền Thụy Điển là khoảng tầm 300 mấy chục ngàn tiền Việt Nam á. Thấy con hai đó. Mời mọi người, cái này cá hồi á. Mama, can you get this strand in a bowl? No. Mama, do you think this can work in this strand? Chị hai ăn, chị hai thấy ngon không? Ngon. Chị hai khoái nhất là món nào? Chị hai khoái nhất là món nào? Chị hai ăn hai dĩa cánh gà luôn nè. Cay ngon. Cay nhưng mà ngon. Bàn kế bên nó có cái bạn nhỏ kia cũng chạc chạc tuổi như Alice á, mà bạn đó không chịu ăn, bạn ngồi bạn khóc quá chừng luôn. Còn Alice thì ngồi ăn một mình nè, ngồi ăn rất là ngoan luôn, ăn một hơi no rồi là tự ngưng. À, dưa hấu. Con Alice nó đợi anh Mít, nó đòi ăn dưa hấu. Yeah. Alice nói đi ăn. Ăn dưa hấu. Dưa hấu. Trời, mấy chị nhỏ này là đồ ăn thì không có ăn, đi ăn buffet lần nào cũng vậy trơn á. Liếm có mấy cái à. Julia lấy cái dĩa ra nè, Julia cắn được có mấy miếng thịt gà. Con chưa tới nửa miếng thịt gà nữa rồi ăn cái mấy cọng mì cái này xong rồi đó. Là bây giờ được chuẩn bị là ngồi
ăn nguyên một cái dĩa dưa hấu. Chị Hai với Alice ăn còn giỏi hơn Julia nữa. Giờ tới đây là món tráng miệng panna cotta với lại cái mức cái này nhìn như mức ha lõn phúc bồn tử với lại dâu á. Ngon không chị Hai? À, đó Alice dạy chị Hai với chị Ba nói là ngon. Dạy Alice còn dạy ba kìa. Hồi xưa trước khi có chồng có con á, ước gì có ít nhất 1 đến 2 đứa con gái. Bây giờ ông trời cho 3 đứa con gái luôn. Mọi người biết tại sao lại ước có con gái không? Tại vì thích làm điệu á, muốn váy quần rồi làm tóc tai rồi này kia. Bây giờ có tới 3 con nhịch luôn, cho nên hả mỗi khi mà bước ra ngoài đường á, nội mà cái khâu mà chuẩn bị rồi thay quần rồi làm tóc không là hết tiếng mấy đồng hồ rồi. Rồi vừa mới đi ra khỏi nhà cái là đến giờ trưa mấy đứa nhỏ nó đói bụng, cái thôi đi vô ăn trưa, cái đi ra cái là mấy cái hoạt động người ta cũng hết trơn rồi. Chỉ còn lại duy nhất cái ở ngay cái bến cảng á, thì ngày hôm nay là mình được đi tàu miễn phí, không có tốn tiền. Người ta sẽ chở mình đi vòng vòng quanh mấy cái đảo, nhưng mà đứng xếp hàng rất là đông, mà trời hôm nay lại nóng nữa, cho nên thôi nhà mình quyết định là sẽ đi xe đạp đi ra ngoài bờ biển chơi. Thì từ nhà mình nó đi ra bờ biển rất là gần luôn, có 5 phút à. Chạy tới chỗ này á, xong rồi cái đường chỗ kia nó nhỏ quá, không biết có chạy qua được hay không, thì đứng ở đây đợi anh Mít ảnh chạy đi dò đường trước. Đây anh tới rồi nè mọi người. Vua đó. Ôi ơi, anh Mít nhà tôi ảnh sướng chưa. Đạp nãy giờ lên dốc mệt rồi. Anh Mít ảnh nói á, là muốn đi qua bên kia là phải chạy lên cái dốc cao dữ lắm luôn, rồi xong rồi đi xuống cái đường đó toàn là đá không à, cũng đi được nhưng mà nó hơi nguy hiểm chút xíu, cho nên mình nói thôi đứng ở đây cũng được. Ở bên kia đông lắm, bên kia nó đang có ca nhạc rồi người ta đứng rất là đông luôn, cho nên thôi mình đứng bên đây đi cho mấy đứa nhỏ nó dễ chơi á. Alice giỏi dữ vậy ta, ui ôi ôi nâng tạ lên vậy đó hả. Ôi Alice mạnh quá ông bà cô chú ơi. Trời ơi mạnh dữ vậy đó hả. Mấy cái cây này của người ta để cho mấy con chó nó cắn đó con. Tita mê, tita pu mê. Nó nói tiếng thì điển không à ta ơi. Ôi trời ơi chị Hai à, chị Hai chơi nguyên cái cây bự luôn. Cầm nói không. Coi chừng đập cái mặt Julia vô bây giờ nè con. Chị Ba cầm nổi không chị Ba? Xe đạp bữa nay chạy được rồi mọi người. Tại vì anh Mít ảnh đặt cái ở trên hãng á, xong rồi người ta phải đi kiểu người ta đặt hàng về á, bữa giờ cả 2 tuần nay á người ta mới gửi về, chỉ có một cái cục nhỏ xíu thôi. Anh Mít anh nói một cái cục nằm ở đâu, ở chỗ cái bánh xe này nè. Tại vì cái máy điện á là nó nằm ngay cái chỗ này. Rồi nó có một cái cục nào đó để mà giống như là cảm nhận được cái khi mà mình đạp á là người ta mới cho cái điện vô. Mình cũng không biết nó nằm ở chỗ nào nữa, anh Mít anh gắn vô rồi. Cháu đi. Ôi ôi cười cái giọng cười bữa nay ngộ nha. Ôi mạnh quá, mạnh quá. Ui. Ông bà cô chú thấy Alice có cái nón rồi, cái nón của chị Hai đó, mua hồi 7 năm về trước đó, lúc mà năm 2015 16 đó đi về Việt Nam á. Coi chừng đập vô mặt ba bây giờ nè. Hai chị. Ôi ơi mạnh quá ha. Alice nó đứng ở kia nó cũng tàu kìa. Leo lên chân ba đi cho ba tập thể dục.
Hey, yeah, Papa. Hey, yeah, Alice. Hey, yeah, Alice. Phía bên kia đó mọi người, người ta rất là đông, ở bên đó đang có ca nhạc. Trời ơi, đây nó có rất là nhiều mấy con sứa nè, không biết sứa này có ăn được không ta. Nè, quá trời nhiều sứa luôn mọi người, nhiều lắm luôn. Cái con sứa này nó không có ngứa, không biết ngứa không ta. Sứa đỏ nó mới ngứa, còn cái này không thấy màu đỏ. Ôi nhiều lắm, rất là nhiều sứa. Mình thấy ở đây có rất là nhiều vỏ sò rồi, sò rồi sò huyết á. Trời ơi nước ấm nha, không có lạnh. Bữa nay không hề lạnh một tí xíu nào luôn. Ở dưới cái cát này nè là sò nhiều lắm luôn á. Mình đạp lên mình cảm nhận được cái con sò ở dưới chân á. Gió Julia, quay đi. Con cởi dép ra, con cởi dép ra rồi con đi xuống đây. Ủa con sứa này có ăn được không ta mọi người? Thấy ở Việt Nam á, mấy con sứa người ta bắt á, nghe nói ngon lắm mà mình cũng chưa bao giờ mình ăn hết á. Đây nè. Ôi ơi quá chừng luôn. Con này màu tím tím, con này thì màu trắng trắng. Trời ơi, như là cái rau câu vậy đó. Nhìn y như rau câu vậy á. Mấy bạn nhỏ bên kia nãy giờ không dám xuống, xong rồi thấy thấy mấy bạn nhỏ nhà dịch nhà đi xuống dưới nước, cái bắt đầu hả ba của mấy bạn đó mới kêu xuống. Mà coi kìa, cái anh chàng nhỏ này nè, anh nhát gan, anh bỏ anh chạy mất tiêu rồi. Trời ơi mấy bạn kia nhát gan quá à. Alice này nè, Alice là gan dạ lắm nha, Alice không sợ luôn. Đi vô đi, đứng đi má mà chụp cho tấm hình nè. Ba chị em đứng ở đó đi má mà chụp cho tấm hình nha. Rồi đi cẩn thận coi chừng đạp lên mấy con đó. Bây giờ là nhà mình sẽ ra ăn xế, chuẩn bị picnic. Hồi nãy là ăn trưa rồi, bây giờ chạy vòng vòng rồi hả, mệt rồi. Bây giờ cho tụi nhỏ uống cái nước. Cái nước này là cái nho chuỗi ngọc á. Xong anh Quýt ảnh nấu rồi lúc hôm bữa hái á, ảnh nấu. Nè Alice, chào ông bà cô chú đi, con ngồi. Con ngồi con ăn chip vậy đó hả? Ờ. Trời ơi, anh xách theo chai rượu nữa nè mọi người. Vô, vô. Trời ơi, cái màu của Julia với màu của mẹ cũng cỡ cỡ giống như nhau này, cũng giống giống màu nhau. Vô. Vô. Vô kìa chị ba kìa. Rồi, coi chừng nha. Coi chừng nó đổ lên trên cái miếng này là ngồi lá hồi rất dữ lắm luôn á. Kiến nó lên nó tha luôn á. Vô mọi người, vô. Hai chị em tình thương mến thương quá vậy. Không mẹ, Alice yêu mẹ không? Alice yêu mẹ không? Hôm nay gió quá trời gió luôn. Mọi người thấy không, gió quá trời nhưng mà rất là ấm, không có lạnh một chút xíu nào. Ở dưới nước cũng ấm lắm, không có bị lạnh luôn. Ngày hôm qua đó trời nhức đầu. Mà mọi người biết sao không, lúc mà sáng dậy á,
bình thường á là mình bị máu thấp rồi, huyết áp thấp với lại bị thiếu máu, cho nên đó khi mà sáng mình ngủ dậy là mình phải xoay cái người qua rồi mới ngồi dậy từ từ, chứ không thôi là nó sẽ bị chóng mặt, nó hoa mắt. Mà ngày hôm qua sáng sớm mới ngủ dậy mình cũng làm giống vậy, nhưng mà đứng lên cái tối tăm mặt mũi không thấy đường luôn, cái như muốn té xỉu luôn vậy đó. Mà ra không có anh Mít ở nhà, anh Mít ở ngủ đêm lại ở tỉnh khác á, thì mấy đứa nhỏ nó dậy rồi chở nó đi học cái thôi lỡ rồi, cho nên đi làm luôn. Mà hả, đi vô trong chỗ làm á cứ chóng mặt, mà cái người cảm giác giống như là đứng lên cái là giống như đang ngồi trên cái chiếc tàu vậy đó, nó cứ chóng vánh vậy đó. Rồi xong rồi cái ói, sáng sớm chưa ăn gì hết trơn á, ói mấy lần luôn. Cái lúc mà đi vô trong chỗ làm á, xong cái cô sếp cũng mới kêu thôi ngồi đó đi, cái mình mới gọi điện cho anh Mít thì anh la mình, anh nói là mình bị nhức đầu bữa giờ, cũng nhức đầu liên tục luôn á, là bữa giờ là 2 tuần mấy 3 tuần nay, tại vì bị stress quá đó, trước đó là cũng đã nhức đầu rồi. Mà cái anh Mít anh nói là phải đặt giờ đi để đi khám cho người ta coi có bị gì không. Cái mình gọi điện lên trên chỗ y tế á, thì y tế nó sợ là bị cái gọi là gì ta, bị cái máu nó bị đóng cục ở đâu á, trong cái làm gì tắc mạch máu não hả, người ta sợ là như vậy á, cho nên người ta kêu mình đi vô khám liền luôn. Thì bắt đầu cái mình nghỉ sớm mình đi về mình đi khám, đi vô người ta đo điểm tim đồ rồi đo huyết áp rồi gặp bác sĩ đo quá trời luôn. Xong rốt cuộc phán cho một câu là không có bị gì hết, mình nghe mình cũng mừng lắm. Thì nói là cái này là do chắc mình bị stress nhiều quá đó, cho nên nó cũng làm bị đau cái vai nè, nó lên tới trên đầu, lên tới trên đầu rồi ngay cái vùng ở đây nè. Thì thường mình bị đau nhất là từ cái chỗ cái lỗ mũi, là cảm thấy giống như là ai mà dọn cỏ ở trong cái trán vậy đó, rồi giống như có cái dây đàn á mà giật băng 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 lên tới trên đỉnh đầu á. Thì bác sĩ nói là do mình bị stress nhiều quá, thì cũng khuyên là nếu mà mình muốn thì mình có thể nghỉ một tuần lễ ở nhà, giống như là để cho nó thư giãn á. Thì bên Thụy Điển bên đây nghỉ một tuần lễ bệnh không có cần phải có giấy bác sĩ. Da hôn Alice đó. Dạ mama. Ừ. Hả? Chỉ có bà mới chịu nổi như vậy thôi. Hả? Leo lên người ta nói giống như là cái tấm nệm nệm nước á, mà nhảy nhún 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 á, chị nói chỉ có anh Mít mới chịu đựng được, chứ mình là chịu không nổi. Có chồng mà mập mập nó cũng lợi lắm mọi người, cái bụng bự bự vậy nè, xong rồi nằm lên cái bụng nó mềm nó êm giống như là cái gói nước vậy đó. Anh mới anh nói cái tay của anh, anh không biết anh đẻ ở đâu. Nằm ở đây vậy nè, nhìn mấy đứa nhỏ nó chơi á đã lắm mọi người. Mùa hè thì điển nó yên bình mà nó thoải mái vậy đó, mình không cần giống như là mọi cái điều lo âu suy nghĩ nó đều tan biến hết. Ở nằm ở đây nè, nhìn lên trời xanh, nước trong xanh, rất là lãng mạn. Sợ quá hả con kiến. Trời ơi, cái mặt hổ báo vậy mà sợ con kiến đâu bà cô chú ơi. Ôi sao đây. Hồi nãy Alice nó nói là vậy nè, con kiến sợ quá cắn chim manh manh. Đi qua mình đó. Sợ hả? Sợ con kiến mi đã em. Ồ bo là em. Ôi
nhầm từ nãy tới giờ, quên ngày quên giờ luôn mọi người. Mới đây á mà 5 giờ chiều rồi, bây giờ dẹp vô chuẩn bị đi về, tại vì ngày mai còn phải đi học đi làm nữa. Mà không biết, mới ăn trưa xong ăn xế rồi giờ hỏi ăn gì nữa hả? Đói bụng rồi hả chị hai? Ở đây có cái bạn người Trung Đông đó, bạn bán trái dâu. Anh mới đánh lệnh mua dâu để đi về ăn ăn tráng miệng, chút xíu nữa ăn tối xong ăn tráng miệng. Đây là cái cầu Udabala đó, mọi người thấy đó, cái cầu gọi là biểu tượng của tỉnh Udabala. Với lại ở đây nó có, hồi nãy mình đi ngang qua cái cầu đó đó, cái cầu treo á cũng là một biểu tượng ở tỉnh Udabala này luôn. Bữa nay trời đẹp quá cho nên mấy bạn kia lấy mấy cái chiếc tàu này ra chạy, nãy giờ chạy quá trời nhiều luôn. Cố lên, bà bà cố lên. Kìa, kêu bà bà cố lên kìa, cổ vũ tinh thần bà bà chạy lên dốc này con. Về tới nhà rồi mọi người ơi, đạp lên dốc á mệt quá, giờ mới vô cất cái xe đạp, anh mít anh ra anh đi làm vườn. Ôi trời ơi là trời. Ôi trời ơi, anh mất nhà tôi. Anh đi ra anh đi nhổ cỏ rồi mọi người, mà ảnh cao quá, tao nói cái giò gần tới 2 mét lận. Mà tao nói nhổ hoài, ngồi á chùm hổm xong kêu bị á hả, mỏi giò quá, nằm luôn. Mấy cái rau này là rau móng dê hả? Hay rau gì á, bên tiếng Thụy Điển nó kêu là kiskua. Cái này bữa mình hái đem vô mình xào ăn á, cái mùi nó giống như mùi cần nước vậy đó. Mà nó mọc nhiều quá chịu không nổi, với lại nó mọc nhiều quá cái nó hút hết mấy cái chất dinh dưỡng ở trong mấy cái cây này nè. Cây này là cây Việt Quất á, cây Việt Quất Mỹ á, cho nên phải bứt bớt đi. Tại bữa mình bỏ mấy cái phân bò vô á, cái nó tươi tốt quá nó mọc lên. Nói chung là bữa giờ có mấy ngày thôi mà nó mọc vậy đó. Đây nè mọi người ơi, đó hái xong hết trơn ra là nè, một đống luôn, cỏ không. Mà cái này mình làm chứ không phải mít làm nha. Nãy anh bắt đầu thôi thấy tội quá, xong mình ra mình làm hết trơn luôn. Rồi anh đi vô anh cho Alice đi toilet. Anh ra cái là nguyên cái vườn cỏ là mình làm xong hết trơn nè. Đẹp quá rồi nè. Đó, nhìn nó gọn gàng lên hết. Quần một hơi ở trong cái vườn á mọi người, trời ơi, đào mấy cái cỏ lên rồi đi trồng mấy cái cây mới vô á. Tao nói không làm thì thôi mà làm cái bị mắc nhây á. Không biết ở đây mọi người có ai giống mình không? Anh mít ảnh biết cái tật của mình như vậy á. Cái ảnh hay làm cái trò là giống như ảnh bắt đầu trước, giống như hồi nãy đó mọi người thấy là ảnh nằm ảnh lăn lết, ảnh nhổ cỏ vậy đó. Cái mình thấy tội á, thấy thương quá, cái đi ra phụ. Cái thôi mình phụ một cái rồi, cái ảnh đi vô, cái ảnh nói để anh đi vô, anh chuẩn bị này, anh chuẩn bị kia, cái rồi ngoài vườn mình làm luôn, làm tới giờ này 9 mấy 10 giờ tối luôn mới đi vô. Mà tụi mình cũng chia nhau ra, giờ ảnh dỗ mấy đứa nhỏ ngủ ở trên lầu rồi. Cái hộp dâu á, nãy anh mua nè, mà mấy cái dâu này công nhận á, bên đây cũng lừa nữa nha mọi người. Ở trên mặt á thì ngon lắm, mà cái ở dưới nó giặt hết trơn hết trọi luôn vậy nè. Mà anh mới rửa vậy nè mà mình thấy hình như là 50% là đều bị giặt hết trơn á. Nhưng mà thử một trái á, hồi nãy thử rồi cái trái kia thấy nó ngon, rất là ngọt nha. Bây giờ thử thêm trái thứ hai nữa mời mọi người. Dâu bây giờ đang vô mùa rồi, dâu này là dâu của Thụy Điển á. Dâu của Thụy Điển nó ngọt dữ lắm luôn, mà nó thơm một cái mùi đặc biệt lắm. Còn cái dâu mà hồi mấy đợt trước mình mua một cái hộp bự á, từ Tây Ban Nha đó, hên xui, có khi nó ngọt, có khi nó chua. Nhưng mà dâu Thụy Điển lúc nào cũng trái nó không có to, nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là thơm. Đuối quá rồi, đau lưng quá, chịu không nổi rồi, bây giờ phải đi nằm nghỉ ngơi, đi ngủ thôi.
Rất là cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương ủng hộ gia đình nhà dịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye.